Và đây là hình hoa thực tế do Quang Minh chụp tại vườn, mặt hoa của cây nô nam. Và quý anh chị nào có từng xem clip của Quang Minh thì thấy mình đã từng quay cái mặt hoa thực tế này lên trên kênh YouTube rồi. Đây là mặt hoa của chép nô nam Nhật. Và đây là cây nô nam nghịch mã số 2, giá tiền là 1 triệu 3. Tiếp theo cũng là cây nô nam nghịch luôn. Đang lên một cân rất là mập luôn nè. Và giá tiền của nó là 2 triệu. Cái con đang rất là cái cây này là cây hôm Tết mình quay mà nó có bông luôn á. Cây hôm Tết mình quay nó có bông á, nhưng mà do tình hình Tết tới cái cập rập bán Tết cho nên mình ngưng lại, mình không có gửi hàng được, mình bẻ cái vòi bông này. Cây này là cây hôm Tết có bông. Rồi, tiếp theo là mình giới thiệu cây mã số 4, đây là cây chuồng nghịch. Cây thì cũng đang ra con rất là ổn định. Con. Cây chuồng nghịch mã số 4 này có giá tiền là 2 triệu mốt. Và đây là mặt hoa của cây chuồng nghịch. Do là quay qua màn hình nên cái màu của nó hơi bị tái hơn một chút, chứ bên ngoài của nó đây mình che cho hơi tối lại thì bên ngoài màu của nó tươi sáng và đẹp hơn. Mình xin giới thiệu cây tiếp theo, đó là cây mã số 5 Pin Tròn, có giá tiền là 1 triệu 7. Cây đang lên hai mầm rất là lực và rất là đẹp luôn. Cây pin tròn này là cây mã số 5, giá tiền là 1 triệu 7. Và đây là mặt hoa của cây pin tròn. Tiếp theo là cây chớp kim cương các bạn. Cây chớp kim cương thì nguyên cái cụm chớp kim cương này mình sẽ bán với giá tiền là 800 ngàn.
Và đây là mặt hoa của cây chớp kim cương các bạn. À, trời dịu nắng xuống không có chá sáng, mình nhìn cái bông rõ hơn. À, và cuối cùng là mình giới thiệu với các bạn mã số 7 gồm có hai cây chớp tre. Thì một cây có giá tiền là 450 và một cây có giá tiền là 400. Và đây là cây giá tiền 400 ngàn nè các bạn. Đây là cây có giá tiền 400 ngàn. Đây đều là cộng đầu hết. Đó. Các bạn có thấy cái mắt của nó đang sưng nè. Đó. Bên đây sưng một mắt nữa nè. Và đang sưng luôn mắt phụ luôn, là tổng cộng là 3 mắt. Một mắt chính ở phía dưới sưng nè, một mắt phụ phía trên nè. Đó. Dưới một cái, trên mắt nữa. Đó. Rồi bên đây mắt nữa. Cây này là cây có giá tiền là 400 ngàn. Cái này nếu mà các bạn mua về đó, mình bẻ cái bông mình bỏ luôn đi nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn thấy mặt bông đó, thì các bạn bẻ luôn đi, chừa một nụ thôi, để cho cây nó không có phải nuôi hoa mà nó nuôi cây con. Còn nếu mình tiếc mình để thì cây nó mất sức, mình để là chừng nó mất sức, nó khó lên cây con lắm, nó lâu lên lắm. Mình bẻ hết đi, mình chừa một nụ, và khi mà vừa thấy được mặt bông rồi á thì mình bẻ luôn cái nụ đó sớm luôn đi để nuôi cây con. Và cây ở tình trạng như thế này thì khi hoa nở ra thì đương nhiên là nó không có đặc sắc, chớp màu sắc thì nó cũng không có được đậm đà, không có đẹp. Chủ yếu là mình thấy được mặt bông là mình bẻ thôi. Và đây là cái cọng chớp tre 450. À, nhìn nó lực hơn, mắt hơn 50 ngàn, mà nó lực hơn, nó khỏe hơn. Cây này thì cũng đang sưng 3 mắt luôn các bạn. À, đây các bạn thấy không, một mắt nè, hai mắt này sưng, cái mắt chính với cái mắt phụ sưng rồi đó, nó rõ hơn là cái cây hồi nãy luôn. Cây nãy thì mắt phụ nó mới có sưng sưng thôi, cây này nó nhú ra luôn rồi nè. Đây, ngay chỗ này mắt nữa nè các bạn. Nó nằm ngay chỗ cái rễ á. Nó nằm ở đây nè. Nó cũng sưng luôn. Đó. Mắt đã thức. Tổng cộng cũng sưng 3 mắt. Cây này 400. Cây này 450. Và đây là mặt hoa của cây chớp tre. Thì những cái hình hoa này mình sẽ lần lượt up lên YouTube ở cái chế độ hình ảnh cộng đồng, để cho các bạn có thể là vào đó để lựa chọn lại mặt hoa mà mình muốn hoa, để mình có thể là xem cho rõ kết cấu màu sắc ha các bạn. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu lại lần lượt ha. Cây này là cây chớp kim cương. À, cây này là cây chớp tre. À, cây này là cây chuồng nghịch. Cây này là cây nô nem nghịch. À, cây này là cây susan. Susan này susan mới nở chụp liền. Và cây này là cây pin tròn. Đây. À, cây susan mã số 1 700 ngàn, cây nô nem mã số 2 1,3 triệu, cây nô nem mã số 3 2 triệu, cây chuồng nghịch là 2,1 triệu, cây pin tròn là 1,7 triệu, cây chớp kim cương là 800, và hai cây chớp tre, một cây là 400 và một cây là 450. Và cây susan mã số 1, nô nem mã số 2 và mã số 3,
chuồng nghịch mã số 4, biên tròn mã số 5, chớp kim cương mã số 6, chớp tre mã số 7. Mã số 7 thì có hai giá tiền 400 và 450. Các bạn ưng ý mã số nào các bạn hãy gọi điện thoại vào số điện thoại 0908 846 804 kèm theo mã số của cây. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Hoa Lan Quang Minh rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.